Tiếp theo giới thiệu với các bạn một vật rất là đối quen thuộc, đó là cái búa tạ, là cái này. Chẳng hiểu tại sao người ta gọi là búa tạ, nhưng không hiểu nỗi trọng lượng của nó thì chưa tới tạ. Thì cái này có mã hàng của nó là 5000, tức là 5000 gram, 5 ký. Trọng lượng của cái quả búa, thì đối với búa này, kiểu búa tạ như thế này thì thông trọng lượng bao giờ người ta cũng tính sẽ là trọng lượng của cái quả búa, không tính như phật cán. Thì cán của búa, thì búa của Eura các bạn biết là sản xuất tại Đức, nên là cái kiểu của nó sẽ giống nhau, giống như búa kỹ thuật vậy. Cái búa tạ thì nó cũng giống như búa kỹ thuật thôi, chỉ khác là cái đầu này, thì cái giữa cán, phần cán và cái đầu búa thì nó sẽ có một cái lõi cola như thế này, đóng vào đây để bảo đảm nó không bị văng cái đầu búa ra. 5000 đây họ đúc sẵn đây luôn, là ý là trọng lượng của cái quả búa này là 5 kg. Thế thì giống như búa kỹ thuật thì cái đầu búa này là đầu vuông. Búa kỹ thuật thì một đầu của nó hay là đầu dẹt như thế này, mà thấy là cái này nó không theo hướng này mà nó theo cái hướng này ha, giống như kiểu búa thợ rèn vậy. Thì có rất là nhiều trọng lượng khác nhau, 3 ký, 4, 5, 6, 8, 10, nặng nhất là 10 ký. Búa quai, búa dài, cán nó rất là dài. Cán cũng bằng gỗ và cũng là kiểu hickory, tức là cái chỗ này lớn, chỗ này nhỏ, rồi chỗ này lớn, rồi chỗ này nhỏ. Phần chuôi này, phần chuôi đây. Nó dài quá, xin lỗi các bạn, nó dài quá. Phần chuôi đây. Thì chuôi ở đây họ cũng vuốt cho cái chỗ này nó lớn lên. Đó. Vuốt cái chỗ này nó lớn lên để mình cầm, khi mình cầm nó không bị tuột ra. Đó thì mình có một cái phiên bản thu nhỏ của cái búa phần cán này, đó là đây. Đây là mình đặt làm mẫu cho khách hàng, người họ thích mua, họ chỉ mua cái cán thôi, họ không mua cái quả búa. Thì nó có phần, có một cái búa thì nó sẽ có một cái lõi cola, mình chả biết tên nó là cái gì, là lõi chêm hay gì đấy, hay là cái nêm gì đấy. Thì tùy theo đường kính của cái cán gỗ khác nhau thì nó có một cái lõi tương ứng. Ví dụ như cái này, đấy, cái này thì nó sẽ có một cái lõi cola đây, nhỏ xíu đây, cái tí như thế này. Cái này bằng trên vào cái đầu của nó thì nó sẽ không bị tuột văng ra khỏi cái, văng cái đầu búa ra khỏi cái cán búa, nhỏ xíu là cái lõi cola này, bạn thấy là lõi bé xíu. Tất nhiên là theo đường kính, thì theo đường kính của cái cán búa, như cán này thì đi với cái lõi cola nó cỡ này, thì khi bạn đóng vào cái đầu búa thì bạn mới bắt đầu bạn đóng cái này vào sau, thì nó có hai cái khớp vào đây để nó không bị tuột ngược trở ra. Thấy không? Nó hơi nhỏ quá, hơi khó nhìn, em cố gắng nhìn đó. Thì đó. Thì quay trở lại cái búa tạ. Thực ra búa tạ thì thật ra mình cũng chẳng cần nhập khẩu, nhưng mà tại sao người ta vẫn cứ nhập khẩu? Bởi vì khi bạn quay búa, bạn quay, mình dùng từ là quay búa. Quay búa tức là bạn đập búa. Ở đây người ta bắt mép đi, dùng một thời gian thì nếu như mà cái thép này mà không xịn ấy, thép không tốt, không đủ độ cứng ấy, thì mình thấy nó cứ tròn dần, cuối cùng nó thành giống như hình tròn. Mình đập thì khi mình đập, mình pha cái này vào vật thể vào phôi ấy, thì nó dễ bị tuột ấy, trượt, văng đầu búa đi là một. Thứ hai nữa là cái bạn biết là đối với hình tròn thì khi mà tiếp xúc với phôi thì cái góc tiếp xúc của nó sẽ không giống như góc vuông này, nó không giống như cái đầu vuông này. Cái góc tiếp xúc nó cong, thì có nghĩa là lực không đúng phương vuông góc, thì hiệu quả, cái hiệu suất của cái việc quay búa nó sẽ giảm đi. Mặc dù mình ra một cái lực rất lớn, nhưng mà hiệu suất đem lại nó thấp đi. Thế thì tại sao người ta vẫn phải, nhiều người ta vẫn phải nhập khẩu cái búa này, vẫn nhập búa này, bởi vì khi mà mình dùng trong suốt một thời gian dài thì cái đầu này nó không bị tà hay nó không bị cong đi, nó vẫn bảo đảm bộ vuông như thế này, vì cái thép nó cứng. Thế nên là mình dùng thì hiệu suất nó như cái nó cao, hiệu suất quay búa nó cao. Mình dùng từ quay đập ấy, nói từ đơn giản là đập ấy, thì nó sẽ hiệu suất nó cao hơn. Đó. Còn với phần cán nữa, cái đấy là phần cán, thì gỗ thì nước nào cũng có, gỗ Việt Nam mình cũng đủ các kiểu gỗ, nhưng mà bạn dùng mà gỗ cứng quá thì nó sẽ nặng, có nghĩa là công bạn sinh ra nó tiêu tốn vào cái việc bạn phải mang vác cái cán nhiều, trong khi mình cần trọng lực, công mình sinh ra là ở cái đầu búa. Vì thế nên
cái công nghệ xử lý cái lo cái cán này cũng là một vấn đề. Thông thường chúng ta hay bị gãy, cái cán là bị gãy ở cái chỗ này, nhưng mà đối với búa của Đức họ làm thì cái độ bền của nó lớn hơn, và vì thế nên mình ít đầu tư hơn, ít phải đầu tư lại hơn, thì có nghĩa là nó sẽ tốt hơn. Đó đó là lý do mà theo mình nghĩ là người ta vẫn cứ nhập khẩu, dù nghe nó có vẻ mắc cười nhưng không phải vậy đâu. Được, những người ta bỏ một số tiền rất là lớn để người ta mua một cái búa như thế này về người ta dùng thì tất nhiên nó phải có lý do của nó. Thì một trong những lý do đó là mà mình nêu ra như thế để anh em thấy. Thứ hai đó là cái đầu này, khi mình quay mình diện tích ở đây, diện tích đây nhỏ thì cùng một lực thì cái chỗ này nó tác dụng ra một cái lực lớn hơn, áp suất đấy, P bằng FS mà. Diện tích tiếp xúc càng lớn thì lực trải phân bố nó càng rộng, lực tại một điểm nó sẽ nhỏ hơn là lực ở trên một diện tích nhỏ hơn. Thì có rất là nhiều kích thước khác nhau, thì anh em có thể là gọi điện thoại cho mình để mình sẽ cung cấp giá, bởi vì ở đây nó tùy theo thì công sức vận chuyển và cái giá chi phí vận chuyển cho cái búa này nó cao hơn là giá trị của cái búa. Vì thế nên là tùy theo mình mua số lượng lớn hay nhỏ hay như thế nào là gì, thì nó sẽ dẫn đến cái giá nó khác nhau giữa các lần nhập khẩu, mặc dù giá gốc của hãng thì họ không thay đổi, thế nhưng mà giá giữa là các lần nhập khẩu khi nó về đến kho mình thì nó sẽ khác nhau, là vì như thế. Thì anh em cứ gọi thì bên mình sẽ cung cấp, nó sẽ đầy đủ hơn, nó sẽ chính xác hơn. Đấy ha, anh em có thể nếu mà anh em cẩn thận có thể lúc nhập mình có thể nhập luôn một cái cán sơ cua này cũng là một ý tưởng, thì sau này khi cần thiết thì mình sẽ thay luôn búa quay ra, họ làm rất là đẹp, rất tuyệt vời, cán rất tuyệt vời. Tất nhiên là hiệu dụng nhất, cao nhất thì vẫn là cái đầu thép này, công nghệ luyện kim của Đức. Đó. Giá thì của nó thì mình cũng không muốn nói đâu, nghe chối tai lắm.